Ban tổ chức của giải thưởng truyền hình Emmy 2022 đã công bố những người đầu tiên trở thành người trao giải cho đêm trao giải quan trọng này. Trong đó, cái tên được nhiều khán giả chú ý chính là nữ ca sĩ Selena Gomez. Đây có thể được coi là một vinh dự lớn đối với Selena Gomez cùng với những gì cô đã cố gắng và nỗ lực trong ngành điện ảnh. Ngoài cựu ngôi sao Disney, hàng loạt sao hạng A cũng sẽ có mặt trên sân khấu và trở thành người trao giải trong năm nay, bao gồm cả Will Arnett, Vanessa Payer, nữ ca sĩ Kelly Clarkson hay Ariana DeBose. Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ giải thưởng mà Selena Gomez sẽ trao là giải gì. Không chỉ có mặt với tư cách người trao giải, giọng ca Lou Used to Love Me còn được đề cử cho hạng mục series phim hài nổi bật với bộ phim Only Murders in the Building. Đây là bộ phim do cô chịu trách nhiệm làm nhà sản xuất, đồng thời cũng đảm nhiệm vai nữ chính. Bộ phim nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả ngay sau khi ra mắt. Nam ca sĩ Ricky Martin đã đệ đơn kiện 20 triệu đô la Mỹ chống lại cháu trai 21 tuổi Dennis Yadier Sanchez, người trước đó đã cáo buộc ngôi sao lạm dụng tình dục. Theo thông tin từ trang TMZ, nam ca sĩ của bản hit Living La Vida đã đệ đơn kiện tại San Juan, Puerto Rico. Đơn kiện được gửi đi một tháng sau khi Sanchez rút đơn kiện Ricky. Theo ngôi sao 50 tuổi, Sanchez đã bắt đầu gửi cho anh những tin nhắn qua Instagram, đe dọa sẽ hạ bệ danh tiếng và sự chính trực của Ricky Martin nếu anh không chịu đưa tiền. Ricky Martin cũng cáo buộc rằng Sanchez đã đăng số điện thoại di động của anh lên Internet. Martin cũng cho rằng anh đã bị mất những cơ hội kinh doanh béo bở và theo đơn kiện, ngôi sao 50 tuổi muốn 20 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường thiệt hại cho những tổn thất và tai tiếng mà anh đã phải gánh chịu do chính cháu trai mình gây ra. Ngoài ra, Ricky Martin cho biết anh và gia đình cảm thấy không an toàn ở Puerto Rico do hành vi cáo buộc của Sanchez. Blonde, bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe, đã nhận được tràng pháo tay tán thưởng dài 14 phút khi công chiếu tại Liên hoan phim Venice. Theo tờ Variety, minh tinh Ana de Armas, người đóng vai Marilyn Monroe, đã khóc trước sự ủng hộ của khán giả trong buổi công chiếu vào tối ngày 8 tháng 9. Kịch bản phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Joyce Carol Oates, lần đầu phát hành vào năm 2000. Câu chuyện thuộc thể loại giả tưởng, lấy cảm hứng từ cuộc đời của huyền thoại Hollywood Marilyn Monroe thay vì đi theo hướng tác phẩm tiểu sử. Phim là một trong 23 dự án tranh giải Sư Tử Vàng năm nay. Trước buổi công chiếu, tài tử Brad Pitt, giám đốc công ty sản xuất phim, đã bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ cùng Amas, đạo diễn Andrew Dominik. Dự án Blonde từng vấp phải nhiều nghi ngại, phản đối từ công chúng sau khi công bố vai nữ chính. Đạo diễn Andrew Dominik đích thân chọn người đẹp gốc Cuba, Ana de Armas, hóa thân vào vai Marilyn Monroe. Một số khán giả chê giọng nói của cô không phù hợp với ngôi sao quá cố. Album thứ tư Eyes on You của giọng ca huyền thoại Kangta thuộc SM Entertainment đã được phát hành vào ngày 7 tháng 9, đánh dấu đúng 17 năm sau sản phẩm gần nhất của anh. Album lần này đánh dấu kỷ niệm 26 năm ra mắt của Kangta, đồng thời cũng là full album đầu tiên sau 17 năm của nam ca sĩ. Album có tổng cộng 10 bài hát đa dạng, bao gồm những ca khúc mới và những bài hát đã được phát hành trước đó, có dự án kỷ niệm 25 năm ra mắt của Kangta, hứa hẹn sẽ nhận được sự quan tâm của khán giả. Ca khúc chủ đề Eyes on You là một ca khúc thuộc thể loại R&B pop với tiếng trống mạnh mẽ và âm thanh string thư giãn. Bên cạnh đó, Kangta cũng hợp tác với trưởng nhóm NCT Taeyang thông qua ca khúc Skip. Sự tham gia viết lời rap cũng như góp giọng của Taeyang càng khiến cho ca khúc thêm phần cuốn hút. Đặc biệt trong album lần này, ca khúc Persona, đình đám của Kangta được phát hành vào 11 năm trước cũng được phối lại theo một phong cách rất mới với tên gọi Persona 2022.